Rồi, ok, xin chào các bác. Thì nay em có một cái sạc không dây các bạn. Thì trước đây em có trên tay một cái sạc không dây của Xiaomi, nhưng mà cái sạc đấy nó không có sạc nhanh. Thì như em thấy đây là cái sạc này này, nó có sạc nhanh đó. Thì cái sạc này mình vận chuyển từ nước ngoài về nên cái hộp nó hơi móp méo. Em cũng bóc một lần rồi thì bóc lại cho các bác xem hộp nó có cái gì thôi. Rồi đây, trong hộp nó chỉ có đơn giản này thôi. Đây các bác có thể thấy này, nó cũng chẳng có cái tên tuổi gì của hãng nào luôn đấy các bác. Đó, không có tên tuổi gì cả. Thì em chọn một cái màu đen. Đây là cái dây theo cái sạc này, đóng gói rất là thô sơ, nói chung là hàng rẻ tiền. Đó, thì nó rất mỏng nha các bác. Đây các bác có thể thấy này, nó rất là mỏng. Em có con G8 này, nó mỏng hơn con G8 rất là nhiều. Đó, và cái chất liệu của nó các bác có thể thấy này, chất liệu nó bằng nhôm nha các bác. Và cái phần trên này này, nó được CNC khá là đẹp, rất là nhẹ các bạn, có chữ phát sạc ở đây. Đây, các bạn có thể thấy nó rất nhẹ, khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó chỉ có cổng micro USB thôi, nó hơi bị lệch lệch tí các bạn. Cái này nó hoàn thiện không được tốt mà, tuy nhiên thì vẫn cắm được, phải cắm rồi kéo lại ra thôi. Đó, thì đây là cái thông số đằng sau nó đây, không biết là hạng gì luôn các bạn. Đó, thì nó có sạc nhanh. Thì em sẽ thử cho các bạn biết xem là nó có sạc nhanh hay không. Thì đây là cái dây theo máy, và em sẽ dùng nó với cái củ sạc LG nhé. Cái củ này có sạc nhanh, tuy là nó rất là lởm rồi nhưng mà nó có sạc nhanh. Rồi em thử cắm xem nào, để nó cắm ở đây. Rồi, đó các bác thấy nó hiện đèn rồi đấy, đèn cũng khá là nhiều màu đấy. Đó, rồi màu xanh lá này đấy. Đó, thì em sẽ dùng nó với con G8 như thế nào nhé. Đây, khi mà không có gì sạc thì nó hiển thị màu xanh lá các bạn. Em sẽ thử nó với cái con G8 đó, nó có sạc luôn. Thì khi mà sạc ấy thì nó hiển thị cái màu xanh nước biển hay xanh blue gì đấy. Tuy nhiên thì đây các bác có thể thấy này, nó chỉ báo là đang sạc không dây thôi, bảo số thời gian cho đến khi đầy và không có sạc nhanh. Mặc dù là cái củ sạc của em nó có hỗ trợ sạc nhanh nhé. Đó, thì em nghĩ là do cái dây này thôi, tại vì em thấy cái dây này nó khá là lởm, thì em sẽ thử thay bằng cái dây khác xem thế nào. Em sẽ thay bằng cái dây xịn của em nhé, cái dây theo máy này, dây theo củ sạc này nó không được ngon cho lắm, em thấy nó không được ngon. Đây, em sẽ thử bằng cái dây dây xịn của em. Đây, dây này cực ngon luôn, cái dây này thì khó mà các bác mua được. Đó, kệ nó, đúng rồi. Rồi, kệ các bác. Em sẽ dùng cái dây xịn này thử xem nó như thế nào. Đây, để các bác có thể thấy này, nó cũng báo như cái kia thôi. Tuy nhiên thì sạc xem nó thế nào nhé. Đó, này các bác có thể thấy này, khi dùng cái dây này thì nó báo có sạc nhanh đấy. Tuy nhiên cái thời gian này này, các bác có thể thấy này, cái thời gian nó báo để mà hoàn thành sạc ấy, thì em thấy nó cũng xem xem như cái dây lúc nãy thôi. Thì không biết là thực sự là nó có nhanh hơn thật không. Đó, thì em thấy cũng hạn chế của cái sạc này này, các bác có thể thấy này đấy, em để coi như nó cân bằng lại, nó khá là trơn. Cái phần cao su này này, chỗ này không phải là cao su đâu các bác. Đấy, em rờ vào này các bác thể thấy nghe tiếng kêu của nó đấy, nó không phải là cao su đâu,
nó chỉ như là một cái chất liệu nhựa, nhựa nhám bình thường thôi, nó không phải là cao su các bạn. Dẫn đến là khi mà để cái lưng điện thoại vào ấy, nó khá là trơn trượt. Đó. Nó nhận cũng rất nhanh nhưng mà nó bị tình trạng là trơn các bạn. Chắc chắn là các bác để ở kể cả mặt bằng luôn. Để cái mặt bằng đây, như em đang để mặt bằng đây, nó khá là trơn. Đấy, cho nên là các bác mà dùng cái này thì chắc chắn phải đeo cái ốp vào. Đeo ốp vào vẫn sạc được các bạn. Đấy. Đó. Từ từ đã. Lúc khi nhận lúc không rồi. Rồi. Đeo cái ốp vào ấy các bạn. Đeo cái ốp vào thì nó khó nhận hơn một chút các bạn. Em sửa hiện lại xem nào. Đấy, nó vẫn sạc thôi. Ô, nhưng mà các bạn thấy này, đeo ốp vào thì nó lại chỉ có báo sạc thường thôi. Hay quá, không biết có phải là do nó bị cách xa quá không. Để em thử lại mấy phát nữa xem thế nào. Em nghĩ không nghĩ là do cái ốp này được. Đấy, không phải do cái ốp mà. Đây các bác có thể thấy này, nó vẫn báo là sạc nhanh trong giây, chứng tỏ ốp nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên là khi mà có cái ốp ấy, nó có vẻ nó nhận nó chậm hơn một chút xíu và có vẻ nó lúc được lúc không các bạn. Đó. Tuy nhiên thì khi có ốp ấy thì nó sẽ không bị trơn trượt. Đó. Đó thì như em thấy ấy, là cái sạc này với mức giá cũng khá rẻ thôi. Em mua tầm hơn 200.000 thì phải. Nhưng mà cái hoàn thiện nó cũng chấp nhận được. Chấp nhận được các bạn. Đẹp. Em thấy là đẹp và cũng khá là tiện lợi đấy. Đây các bác này đây. Đó. Đó để bỏ ra cái này cho nó đẹp. Sạc này mà còn dựa đeo ốp nữa thì. Đó. Khá là hay các bạn này. Thì nó em thấy nó cũng khá là tiện đấy. À, và em sẽ thử sạc cái này trong một khoảng thời gian em test xem thế nào nhé. Em sẽ test nó sau đây thì để xem cho các bác biết được là cái thời gian để nó sạc đầy được cái này nó sẽ như thế nào, hoặc là cái thời gian để mà nó trong một tiếng gì đấy nó sẽ lên được phần trăm như thế nào nhé. Rồi ok, đây thì đây các bác, em sẽ test cái thời gian sạc của cái sạc không dây này xem thế nào nhé. Thì cái dây cáp theo cái đốc sạc này này, theo cái sạc không dây này, nó lại không có sạc nhanh các bạn. Thì em phải đổi bằng cái dây xịn hơn. Đấy, thì đây là cái củ sạc mà em dùng để sạc nó đây. Tuy nó lát bét thế này rồi nhưng mà nó vẫn có sạc nhanh nha các bác. Đó. Củ của LG luôn. Đây thì em sẽ cắm nó vào đây. Các bạn ạ, cắm cái đầu này vào trước. Rồi. Cắm nó vào đây. Và em sẽ cắm cái này vào đây. Củ này hơi lỏng lẻo tí thôi nhưng không sao, vẫn dùng được. Đó các bác thấy không, nó lên điện rồi đấy, lên đèn rồi, cho nó gọn và đặng các bạn. Đây thì các bác thấy này, khi mà nó chưa sạc ấy, thì nó báo cái đèn sinh lá đây. Còn đây là khi cái dung lượng pin của em còn lại nhé. Đây các bác có thể thấy này. À, đây bây giờ tầm khoảng 7 giờ tối. Đó. Bây giờ tầm khoảng 7 giờ tối và cái dung lượng pin của em đang còn là 23%. Đó các bác thể thấy là gì? 23% sạc từ 7 giờ tối xem nó sẽ thế nào nhá. Đây. Đấy nó báo sạc rồi đấy. Đó. Và đây này. Các bác có thể nhìn thấy này, nó đang báo là sạc nhanh không dây nhá. Này này. Đây, các bạn thấy này. Đó, nó báo là sạc nhanh không dây rồi nhá. Và nó báo là 2 giờ 35 phút nữa sẽ đầy. Đó. Rồi ok, đây các bác có thể thấy này. Cái đế này nó khá là trơn trượt, nó không vững cho lắm. Nhưng mà thôi, kệ nó, vẫn cứ sạc được rồi. Xem nào.
Đó, vẫn đang đảm bảo sạc nhanh không dây. Cho dịch vào đây cho nó đỡ trượt. Rồi, ok. Em sẽ đợi nó xem đến bao lâu nữa thì nó sẽ đầy nhá. Từ 7 giờ 23%. Rồi, ok. Rồi thì đây các bác, thì đây nó đã được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Cái đế này nó rất là dễ trơn trượt các bạn, nên phải kê mấy cái thứ này vào đây cho nó khỏi chạy. Em thể cho các bác xem là nó gần đến như nào. Đó, thì đây các bác có thể thấy này, sau 1 tiếng đồng hồ ấy, thì nó lên được mức pin từ 23, em nhớ không nhầm là 23, cái lúc 7 giờ ấy, thì 23 lên 47, đó. Đó, coi như là 27 đến 47 đi, thì nó mới được hơn 20%, 1 tiếng đồng hồ mới được hơn 20%. Đó, đây là nó đang vẫn đang báo đã sạc nhanh đấy nhá các bác. Đây này, đang sạc không dây này, sạc nhanh này đấy. Thì em thấy là nó chắc chắn nó sẽ chậm hơn được, chậm hơn cái sạc có dây rồi, nhưng mà em sẽ để đây em test tiếp nhé. Cái lúc em test ấy, em vẫn để tất cả các thứ nhé, mạng rồi always display này, nó rất là sáng cho nên có thể nó cũng lên chậm hơn. Rồi, ok, chờ tiếp xem thế nào các bác. Thì bây giờ là 9 giờ rồi, sau 2 tiếng sạc cái này rồi, thì hôm nay em có cắm thêm cái đo dòng ở đây này. Đó, thì bây giờ nó vẫn đang có sạc nhanh nhé, 9,2V này, các bác có thể không, 9,2V. Nhưng mà cái điện áp, bên cái dòng điện ấy, nó chỉ có 0,6 thôi. Tại bây giờ nó đang được khoảng 68%. Đây, em sẽ quay gần lại cho các bác xem. Đây các bác, bây giờ đang là 68%. Đó, thì như lần đầu ấy thì là từ 24 lên 47 thì khoảng được khoảng hơn 20%, thì từ 47 lên 67 này, đây đúng rồi, từ 47 lên 67 thì được khoảng gần 30%. Đó, thì nó cũng sạc đều đều thế thôi, có nghĩa là trung bình sẽ khoảng tầm 25% trong vòng 1 giờ. Đó, thì các bác phải tính ra được là bao lâu thì cái này nó đầy. Em thấy là nó cũng khá là lâu. Và cho các bác biết nữa là cái độ nóng ấy, đây này, cái độ nóng khi mà em rờ vào cái mặt lưng chỗ này này. Đó, thì em thấy nó cũng bình thường thôi, nó không nóng cho lắm đâu, bình thường, nó thậm chí nó cũng chỉ ngang ngang với cái lúc mà sạc có dây thôi các bạn, chứ không ghê gớm cho lắm. Cho nên em thấy là cái này cũng không cần phải test thêm nữa, thì các bác cứ tính tầm khoảng 1 tiếng sẽ lên được khoảng 25%. Đó, thì nó có báo là sạc nhanh không dây đấy, nhưng mà thực ra thì em thấy nó vẫn khá là chậm. Cho nên em thấy cái này chỉ thích hợp cho các bác nào mà thích nó tiện lợi, hoặc là để nó sạc qua đêm, hoặc là để nằm màu tí thôi. Em thấy em cũng không thích dùng cái kiểu không dây này cho lắm, nó cũng không hay. Rồi, ok, nói chung là để trên bàn này, để các bác nào làm việc cái gì đó là để trên bàn cũng rất là vui, cũng hay hay phết. Rồi, ok, thì cái cục sạc này nhá, em sẽ làm một cái quà tặng cho cái tháng gần đây thôi, cho cuối tháng gần đây thôi. Rồi, ok, chào các bác.